Vô đây. Tao biết trong túi của mày có nhiều cái phẩm mới lắm á. Không. Nói nhỏ nhẹ mày không nghe. Hay là mày đợi tao đập mày mới nghe. Từ từ. Hởn cái động tay động chân lỡ mặt mày đó hả? Bầm tím lên rồi cô giáo hỏi ra sao? Thì kệ nó chứ sao. Liên, tôi thấy cái chuyện này không có gì là khó giải quyết hết trơn á. Cái mỹ phẩm ở trong cặp của Liên á cũng là nhãn hàng tặng cho Liên đúng không? Đâu có tốn tiền đâu. Thì giờ mình chia sẻ với bạn bè của mình, đừng ích kỷ như vậy. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày giỡn mặt, mày giỡn mặt hả? Làm cái gì vậy? Hả? Làm cái gì vậy? Tụi em làm gì mà giật đồ bạn rồi đánh bạn như vậy hả? Ông mày là ai vậy? Ai biết, tự nhiên xíu chuyện của tụi tôi. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tụi em đang làm việc trái đạo đức, vi phạm nội quy nhà trường. Ủa gì vậy? Tự nhiên không vô đây nói chuyện gì vậy? Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới chú không? Hả? Hay là chú có mối quan hệ gì với Liên? Bồ cho nên là sốt ruột. Không có nói bậy nha. Chú này chỉ là hàng xóm của tôi thôi. Hàng xóm. Hàng xóm hả? Hàng xóm mới nhìn cái thái độ của chú á, sợ là phải hiểu lầm chú có tình cảm với Liên á. Tôi thấy lo cho Liên quá à. Ê, ba lớn nhớ giữ mình nha. Cẩn thận. Im đi, đồ vu khống. Trời. Hả? Là chửi chưa? Không biết nữa. Chú thử nói lại lần nữa coi. Tôi là người có học, tôi phải chửi theo cách có học luôn. Đồ vu khống. Chú này hài thiệt. Thôi, để chú đưa con về cho. Xà về sao? Về thử đi Liên. Bùm. Kệ tụi nó đi, đừng có sợ. Có chú ở đây mà đừng có lo. Đi, để chú đưa về. Chú về đi. Con không sao. Không sao, có gì mà không sao. Bây giờ con định đứng đây nữa hả? Con đứng đây là tụi nó đánh con nữa đó. Con nói là chú về đi mà. Sao chú phiền quá vậy? Trời ơi, con nhìn nè. Tay chân con bầm dập hết trơn rồi mà con còn đứng đây nữa. Đi, để chú đưa về. Tụi con chỉ đang giỡn thôi. Chú đừng có xem cuộc đời của con nữa được không? Chú phiền quá à. Hay là chú muốn con nói hết bí mật của chú ra? Rồi về đi chú. Nói vậy rồi rất là ngoan luôn á. Vậy thì mới làm bạn của tụi tao. Hình như là chú nghe Liên nói chưa đủ. Chú phải đợi tụi tôi báo công an, nói là chú là một tên già biến thái, sau đó theo dõi nữ sinh vợ. Cái trò đồi trụy ở đây hả chú? Hay sao? Bóc máy lên liền. Nhát. Đúng rồi đó. Thông minh á. Vậy mới làm bạn của tao được. Đưa mỹ phẩm ra đây. Giờ có đưa ra không? Chị Lạc, sao bữa em thấy anh Bách hiểu sao mà người ảnh bầm dập dữ vậy ta ha chị ha? Không biết anh bị thương à? Hay bị sao mà nhìn te tua lắm. Giống kiểu giống như là bị bánh ghen vậy đó. Trời ơi, đi đá banh. Bữa đó đi đá banh rồi cũng té làm sao đi về bầm người hết trơn. Ngộ ha, đá banh mà bầm dập dữ vậy ha chị ha? Trời ơi, ghen tuông cái gì cô ơi. Tôi với ổng cũng có tuổi rồi. Ghen chi, có gì tôi tiễn lên đường luôn. Dạ. Thôi cái này tại vì em thấy ảnh bầm dập, em tưởng có chuyện gì em hỏi thăm cho vui vậy thôi à. Thôi bây giờ đừng nói chuyện tôi nữa. Đây nè, hôm nay tôi cũng vô vấn đề chính với cô luôn. Là tôi muốn hỏi cô về chuyện của con Chi. Con Chi hả? Bé Chi nó cũng đâu có gì đâu mà nói chị. Ủa? Cô không có chơi thân với nó hả? Trời ơi chị ơi, chị nghĩ sao vậy? Thôi với tầm cỡ của em mà đi thân với nó sao mà được. Gái đứa gì đâu mà ăn bám đàn ông. Thôi em là danh vợ tiến sĩ làm sao mà chơi với nó thân được chị? Cô nói đúng. Cô là cái danh phận của cô là vợ tiến sĩ. Đúng rồi. Nên chị, nên mình phải lựa cái tầm người mình chơi cho nó tương xứng. Dạ. Bây giờ tôi cũng không nói giấu gì cô. Dạ. Tôi biết con Chi đó nó có một cái bí mật. Nhưng mà tôi chưa có tìm ra là nó bí mật cái gì. Nên nếu như cô chịu giúp tôi tìm ra cái điều đó thì cô muốn cái gì tôi cũng đền cho cô xứng tầm. Chị, nhỏ Chi nó dọn đi mất tiêu rồi. Tự nhiên chị tìm hiểu nó làm chi cho mệt. Nó dọn đi chân trời góc biển nào tôi không cần biết. Nhưng mà ân oán giữa tôi với nó, tôi phải gặp giải quyết một lần cho nó tới. Nè, cô giúp tôi nhất định sẽ kêu gọi mọi người trong khu phố Cao Sang và nhất là vợ chồng tôi sẽ đứng lên cổ vũ bỏ phiếu để chồng cô được ngồi vô cái vị trí tổ trưởng. Chị ơi, nếu mà chị đã nói như vậy rồi thì em cũng mở lòng mình luôn, không có giấu giếm gì chị hết á. Thật sự ra thì em có biết một bí mật của cô diễn viên Thùy Chi. Thật sự khi mà chị biết được bí mật này rồi đó, em nghĩ có nhiều trò hay lắm. Anh ơi, em xin anh mà, cho em một cơ hội nữa được không anh? Đi anh, em đang nỉ anh luôn á. Nè, ở đây là đoàn phim chứ không phải là trường học. Mà cứ sai á, rồi được sửa. Em có biết á, cái vai của em là vai quần trúc. Một câu có 5 chữ à, mà em thở hoài không xong. Quay 10 lần rồi, cái đoạn này trễ tiến độ là do em đó. Anh ơi, em biết là em ấy nấy lắm, nhưng mà anh cho em cơ hội lần này thôi. Tại vì cái miệng em cũng đang nó làm sao á, nó cứ bị cứng đơ, nó thoải không được. Nhưng mà giờ anh cho em thử một lần nữa là chắc chắn là được luôn á anh. Đừng có thử một lần nghe, đừng có thử bao nhiêu lần hết á. Em có biết cái từ khi mà quen biết em, anh bị đạo diễn ấy. Trời ơi, bây giờ mấy đứa nhỏ đó chị, nó rành công nghệ lắm. Trời ơi, con bé Liên nhà em nó làm được hết. Nhảy, múa, hát, hò gì dạ được hết. Chị cứ gửi sản phẩm qua cho em coi, rồi em đưa cho bé nó cầm. Đó, rồi xong rồi nó quay thử, rồi em gửi lại cho chị coi. Coi có đúng ý của chị không? Coi cái gì? Coi cái gì? Coi nè. Cha mày chưa? Dạ. Trời ơi, ồn ào quá ha, em xin lỗi chị. Trời ơi, trong xóm có thằng điên đó. Dạ, lâu lâu rồi giống như tới cơn la lên vậy đó. Mà khu phố tổ trưởng á, người ta cũng góp ý dữ lắm đó. Mà nhiều khi cái bệnh chị ơi, nói không được chị ơi. Dạ. Chết cha mày chưa. Chạy đằng trời. Chạy đằng trời. Dạ thôi bây giờ em cứ, chị em mình cứ chốt vậy đi nha chị nha. Chị cứ gửi sản phẩm qua, rồi bé Liên nhà em sẽ làm như ý chị nói, em quay cho rồi em gửi qua chị đó. Rồi nếu như mà được hết á thì sáng ngày mốt em lên công ty em ký hợp đồng luôn chị nha. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị. Dạ. Cảm ơn hả con? Cảm ơn. Ui, cái gì vậy? Cái gì? Ông làm cái trò gì vậy? Là vừa hỏi tôi chứ bà. Không thấy tôi đang nói chuyện khách hàng hả? Tôi có thấy bà nói chuyện đâu. Không biết cái gì hả? Trời đất ơi, bà vừa phải thôi. Bà cấm túng tôi ở nhà, không cho tôi cà phê, không cho tôi gặp bạn bè, không cho tôi đọc báo, không cho tôi kịch tướng, không cho chơi cái gì hết trơn. Trời, bây giờ chơi game mà cũng không cho nữa. Tôi nói thiệt á, đã không làm ra tiền bạc lo cho vợ cho con rồi, một thân một mình tôi lo hết. Mà người ta đang nói chuyện với khách hàng để có mối hợp đồng làm ăn, la hét. Người ta tưởng đâu là thằng khùng thằng điên trong nhà đó. Bà muốn nói gì thì bà đi ra ngoài đường mà nói. Nếu ở đây ồn quá thì ra ngoài sân nói. Tự nhiên tôi ngồi đây nói chi rồi đổ thừa tôi. Đã người ta đá mắt, người ta nhái, người ta đá cái chân rồi à, còn không biết nữa. Tưởng làm phiền định đá lại rồi đó. Thôi nín đi. Trời ơi là trời, thiệt á, sao mà cuộc đời tôi có một cái người chồng như vậy đó. Hết gì đâu á bà xuống. Vợ chồng bách lạc ơi, có chuyện gấp. Có chuyện gấp. Trời ơi, hết hồn làm gì sao chạy xuống nhà người ta tưởng ăn trộm không á trời. Trời ơi. Nè, mà đây là một cái hành động xin lỗi nha. Nó không đúng với lại cái tính cách người của tiến sĩ Cao. Cứ sòng sọc vô nhà người ta như vậy. Lỡ người ta. Chuyện này gấp quá nên là đầu tiên là tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi là đường đột sòng sọc vô nhà của anh chị. Nhưng mà chuyện này gấp quá, chuyện này liên quan tới bé Liên. Con Liên nhà tôi. Tiến sĩ mới vừa thấy nó bị đụng xe hả? Không. Bị đụng xe. Không phải. Vậy chứ nó bị gì? Nó tôi biết rồi. Nó đi qua bển nó mượn tiền. Sao cái con nhỏ này vậy ta? bên nhà của tiến sĩ Cao là mượn tiền con gái tôi, chứ làm gì con gái tôi có thể mượn tiền tiến sĩ Cao được. Đúng rồi, nhà không... tôi dư giả tiền của lắm. Đúng rồi. Không phải mượn tiền, cũng không phải là bị đụng xe tai nạn gì hết á. Vậy chứ bị vậy nãy giờ không mà hai người nhảy vô họng tôi xong tôi nói chứ không chịu nói đi, chứ để người ta nói hoài. Tôi mới vừa phát hiện bé Liên bị bắt nạt. Mà cái chuyện này á, theo cái mắt kinh nghiệm của tôi là bị bắt nạt lâu lắm rồi. Anh chị biết không? Nói dù Ly, con tôi mà bị bắt nạt. Nè tôi nói cho tiến sĩ biết nha, riêng cái căn nhà rồi thôi, sao má nó tới nó đó giữ như quỷ vậy đó, ở đâu mà ra bắt nạt đó. Ừ, thôi đừng có vạch áo cho người xem lưng. Nói nào ngay thì cái chuyện nó hình như nó hơi bị ngược đó tiến sĩ Cao. Đúng rồi. Tại vì biết sao không, trời ơi con tôi á hồi nào tới giờ đó nha, nó chỉ bắt người ta lại rồi nó lạ vô cái mặt người ta chứ không có gì giờ nào mà bắt nè. Ôi tôi tức quá, hồi nãy là gấp quá tôi không có quay lại được làm chứng cho anh chị. Ở nhà bé Liên là con người khác à. Nhưng mà ra ngoài vô trường học là một con người khác. Ôi trời ơi à. Tôi đẻ con tôi ra mà tại sao tôi lại không hiểu tính cách của con tôi. Mà đằng này tiến sĩ Cao lại nói giống như là giống như là chui vô chăn, vô rận, vô rường, vô nhà của hai vợ chồng tôi. Trời ơi tức quá. Tôi nói thật là con của anh chị đang bị bắt nạt, bạo hành. Thôi thật ra thì câu chuyện cũng không có gì hết. Thôi tiến sĩ Cao về nghỉ đi nha. Về nghỉ ngơi đi. Được rồi, anh chị không tin tôi thì thôi, tôi đi về. Nhưng mà nhớ đó, anh chị phải quan tâm đến con cái của anh chị. Cái vấn đề này là tôi thấy là đáng lo lắm đó. Tôi đi về đi. Nhiên vô nhà người ta kêu người ta quan tâm con mình. Lạ ha, tự nhiên thằng cha tiến sĩ Cao đi qua đây làm người tốt. Không thể tin được. Mình phải cẩn thận coi là nhà bên đó có cái động thái gì. Dạ thưa ba mẹ con mới về. Gì vậy? Ngồi xuống coi. Bộ đi học mới đánh lộn hay gì mặt mày bơ phờ vậy? Dạ, dạ không, có. Ủa tay con bị gì vậy? Con giỡn với bạn á, con bị té. Dạ. À té thôi đúng không? Dạ. Trời ơi, ba cũng nghĩ vậy chứ làm sao con của ba mà bị người ta đánh tay chân nó bị vậy được. Rồi vậy thôi, lên phòng á tắm rửa thay đồ rồi sạch sẽ đẹp đẽ đi, nghe không? Lát nữa con trang điểm kỹ kỹ, không ai kiếm mấy cái áo nào tay dài mặt che cái mấy cái vết trầy xước đó lại để livestream cho mẹ, chứ lòi ra mấy cái vết này kỳ lắm, nghe không? Dạ. Ừ, nhớ đó, nhớ lời mẹ nói. Bà can tâm bị bọn nó khống chế hả? Mà không phản kháng gì sao? Ai cũng có bí mật cả Liên à. Tôi biết bí mật của tụi con Khuê. Nếu như bà nắm được thớp của chúng nó rồi thì không phải sợ gì nữa. Coi với đám con Khuê là một nhóm, tụi nó thân với nhau vì chung thói quen xài chất kích thích. Bà chỉ cần bám theo Khôi là sẽ tới được điểm mà bọn chúng tập kết trao đổi chất kích thích với nhau. Nhớ là phải ghi lại bằng chứng thì mới đổi chát với chúng nó được, hiểu không? Cái thằng này lâu dữ vậy trời. Kêu Khôi bằng thằng nha. Chứ không lẽ gọi gì Khôi hả? Uầy. Ấy. Hàng bữa nay là hơi bị ngon đó nha. Đảm bảo siêu phê luôn. Ngon đó, kèo này tối nay chắc là ngủ lan luôn đó. Nhưng mà chỉ có vậy thôi hả Khôi? Nhìn vậy thôi chứ đừng khinh thường nữa nha. Uống hết đi tôi mua cái khác cho. Tụi bay dám tụ tập chơi hàng cấm. Để coi clip này mà giao cho ban giám thị thì tụi bay sẽ phải nhận hậu quả gì. Ui, có cái đuôi thêm mà cũng không biết nữa Khôi. Đây đó tôi. Hàng bữa nay là hơi bị ngon đó nha, đảm bảo siêu phê luôn. Ngon đó, kèo này tối nay chắc là ngủ lan luôn đó. Nhưng mà chỉ có vậy thôi nó thôi. Ê, tính ra tao lên hình. Đẹp hơn nó hả mày? Ừ. Có vẻ là mày thích quay clip lắm đúng không? Để tụi tao chiều mày. À, uống đi. Uống. Mày mà không uống, bí mật của mày sẽ bị bực mí nghe chưa? Uống. Cái này gọi là gậy bà đập lưng bà đó Liên à. Sặc kìa, quay rõ vô. Nè. Dơ quá à.